Chìm luôn ơi. Chìm luôn rồi, chết rồi anh ơi. Chìm luôn rồi. Ơi. Chìm. Bắt đầu vô vòng tứ kết nha các bạn. Quá trời.
chỉ còn trên dưới 100m nữa thôi là chúng ta sẽ xác định được đội thứ hai được vào vòng bán kết. Rồi bây giờ bánh luôn. À, như vậy là chúng ta đã xác định được đội thứ hai vào vòng bán kết, đó là đội xã Bàn Thạch. À, xin mời bốn cái đội phường chúng ta di chuyển về khu vực lên xuống bằng đường viên để chúng ta giao phường lại cho các đơn vị khác. Ở trận đấu kết chúng ta, xin mời các anh chị chúng ta tiếp quản chuồng xã Thanh Lộc. Chúng ta tiếp quản chuồng số 1 Bàn Thạch, chúng ta tiếp quản chuồng số 2 và lại chúng ta tiếp quản chuồng số 3 và bạn lệnh chúng ta tiếp quản chuồng số 4 quan cấp những ngày sau trận thi đấu tiếp cấp và sức động viên thuộc về đơn vị xã Thanh Hòa và suất thứ hai thuộc về đơn vị xã Bàn Thạch. Và đợt đua tiếp theo thì chúng ta sẽ xác định hai đội nữa để đi vào vòng bán kết. Chúng ta hãy chờ xem hai cặp đấu giữa Thạnh Lộc và Ngọc Thành, Hòa Lợi và Bàn Thạch Định, các đội này đơn vị nào sẽ giành quyền chiến thắng để tiếp tục vào vòng bán kết. Đấu nằm trong các hoạt động dịp kỷ niệm 64 năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Đương 12 tháng 10 1964. Và chúng ta còn hai trận tứ kết nữa để bước vào vòng bán kết. Trận tứ kết thứ nhất diễn ra giữa đội Thạnh Lộc và Ngọc Thành, và trận thi đấu thứ hai diễn ra giữa đội Hòa Lợi và Bàn Tân Định. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau ít phút nữa. Bán kết còn một giờ đợt đấu nữa nha các bạn. Bốn bơi một lần thì bốn xuồng chèo với bốn xã. Lỗi. Tứ kết nha các bạn. Hai đội đang ngang tài luôn. Ồ, hai đội quá trời ơi. Chúng ta còn khoảng 100m nữa đã về đến điểm kết. Và chúng ta cố lên.
Ô quá rồi, sôi nổi rồi. Ơi ơi ơi. Chịp luôn ơi. Chịp luôn ơi, chết lại coi. Chịp luôn ơi. Ơi. Chịp, chịp, chịp. Chịp luôn ơi. Rồi rất ngại rồi. Chìm luôn rồi, rồi ơi. Giữ cân bằng được. Đội cứu hộ chúng ta nhanh chóng tiếp cận với các thành viên. Đội công thành, đội công thành đã xuất cứu ra. Bây giờ chơi ở trận tiếp kết. Ok. Chị Lý, cái vỏ là nhiệm vụ đó. Hiện nay là dân mình vô là chúng ta còn một cặp nữa. Và chúng ta làm nhiệm vụ cứu hộ cho nhanh. Chúng ta di chuyển ra khỏi khu vực luôn. Và nhiều người vô lại cho cái cặp tiếp theo. Di chuyển ra đây đi. Để nhường mình đô lại cho cặp đấu thứ hai khu vực thứ nhất. Và thưa quý vị, cặp đấu thứ hai đang tiến dần về đến giữa đơn vị qua lại gia Phan Tất Định. Qua lại trong trang phục áo và hoa đen nằm bên ngoài trái cánh này ban tổ chức gặp đội Phan Tất Định. Hai đội cố lên, cố lên, chỉ còn mấy phút nữa thôi ạ, cố lên. Chú ý lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ đó, chúng ta xem cái xuồng mới và các cái phương tiện trên xuồng chúng ta giữ lại và bên phải đường đua trong trang phục màu đỏ đó là đội Phan Tất Định. Xin chúc mừng bạn Tất Định đã giành chiến thắng còn chung kết bán kết của trận hai. Qua đề nghị lực lượng cứu hộ rồi vừa dòng chiến thắng xong rồi đó các bạn. Có một giờ xuồng mấy chị rớt ngày luôn. Rất cái xuồng bị chìm nè các bạn. Sao nó bị văng quá vậy? Bị gì chị? Xã Ngọc Thành thì xã Phan Tất Định vô bán kết luôn nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã xác định được 4 đội vào thi đấu bán kết. Bán kết 1 diễn ra giữa đội xã Tận Hòa nằm bên bờ trái để gặp đội xã Bàn Thạch ở bờ phải, và bán kết 2 xã Ngọc Thành ở bờ trái sẽ gặp xã Bàn Thanh Định bờ phải. Và đội xã Bàn Thạch Định chúng ta tiếp quản xuồng số 4. Và như vậy là đến giờ phút này chúng ta đã thực hiện tổng 15 trận thi đấu và để chọn ra cấp.
Ở vòng bán kết này chúng ta sẽ có hai cặp đấu là xã Thạnh Hòa sẽ gặp xã Bàn Thạch, đội nào thắng sẽ vào tranh miếng nhì và đội nào thua sẽ tranh hạng ba. Và cặp bán kết thứ hai diễn ra giữa đội xã Ngọc Thành sẽ gặp đội xã Bàn Thạch Định, đội nào thắng sẽ tranh hạng nhất và đội nào thua sẽ tranh hạng ba. Chúng ta còn hai đợt đua nữa thôi là sẽ kết thúc hai trận bán kết và hai trận chung kết xếp hạng. Các tiến hành tổng kết phát thưởng là cho các đơn vị đoạt giải và mời các đồng chí trưởng đoàn và các vận động viên chúng ta cùng nán lại phút để cùng dự lễ bế mạc tổng kết phát thưởng. Giờ vòng bán kết nha các bạn. Khi kết thúc vòng chung kết xếp hạng xong thì chúng ta nhanh chóng trở về khu vực khán đài ban tổ chức để chúng ta dự lễ tổng kết phát thưởng. Xin nhắc lại với các đồng chí trưởng đoàn và nhắc các vận động viên mình sau khi kết thúc giải thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở về khu vực khán đài ban tổ chức để chúng ta làm lễ tổng kết phát thưởng. Thưa quý vị đang theo dõi giải đua xuồng chèo nữ huyện Dòng Riền năm 2024 đã diễn ra 15 trận thi đấu và trận thi đấu bán kết. Thứ nhất sắp diễn ra giữa đội Thạnh Hòa và Bàn Thạch. Trận thi đấu bán kết thứ hai diễn ra giữa đội Ngọc Thành và Bàn Tân Định. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau ít phút nữa. Năng ơi, năng ơi. Lại còn cái chuồng nhện đó bên sau rồi này. Bán kết 1 diễn ra giữa đội Thạnh Hòa và Bàn Thạch. Trận bán kết 2 diễn ra giữa đội Ngọc Thành và Bàn Tân Định sẽ diễn ra sau ít phút nữa. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Diễn ra giữa đội Thạnh Hòa bên bờ trái gặp đội Bàn Thạch bên bờ phải. Trận bán kết 2 diễn ra giữa đội Ngọc Thành bên bờ trái gặp đội Bàn Tân Định bên bờ phải. Và xin mời quý vị cùng theo dõi sau ít phút nữa. Hai Bàn Thạch rồi xã Thanh Hòa tranh bán kết nha các bạn. Bán kết 1. Chúng ta hãy cổ vũ nhiệt tình cho hai đội chuẩn bị về chỗ đó. Đây là hai đội đã chính thức vượt qua vòng đấu bảng và vòng tứ kết để có mặt trong trận chung kết của giải năm nay. Đó, bán kết thì chỉ còn khoảng hơn 200 mét nữa. Hai xuồng chèo bơi kìa. Kết quả lỗi rồi. Vào tranh chung kết. Hạng nhất. Tại mắt thường chúng tôi quan sát thì đội bên ngoài trái là đội xã Thanh Hòa. Hơn những hơn so với đội Bàn Thạch. Nhưng mà đến phút cuối thì đội xã Bàn Thạch tôi thấy đang là cố gắng. Bây giờ bên đây thắng không à? Bơi sôi nổi luôn rồi. Chỉ còn khoảng hơn
đội nào sẽ giành quyền vào giai trận tranh thẳng nhất đây? Chúng ta hãy chờ kết quả khoảng 30 mét nữa thôi. Cố lên, bạn Thạnh, Thạnh Hòa, cố lên! Chúng ta sắp về đến rồi ạ. Bây giờ mới thấy bên kia thắng rồi. Chỉ còn khoảng 10 mét nữa thôi. Rồi xong giải bán kết rồi bạn vào chúng ta không có lên bờ. Vận động viên chúng ta không có di chuyển không gian mà chúng ta ngồi. Còn nếu mà chúng ta có đổi người thì chúng ta nhanh chóng chúng ta đổi hoặc là tiếp nước gì đó thì chúng ta ngồi tại chỗ. Dòng xuống là thi đấu để tranh nhất nhì ba tư nha các bạn, chung kết rồi. Ba tư giữa hai đội xã Bàn Thạch và Ngọc Thành, tranh nhất nhì giữa hai đội xã Thạch Hòa và Bàn Tân Định. Và sau trận đấu chung kết thì xin mời tất cả các đơn vị, các đội trưởng của các đội tham gia dự thi chúng ta nhanh chóng tiến về phía ban tổ chức để chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc tổng kết và trao giải hôm nay. Xin trân trọng thông báo. Bên bà trái, gặp trả tâm thành bên bà phải, phải chứ quá. Đây là trận đấu canh hạng 2. Trọng tài đã cho chúc phát trận đấu. Hai xuồng che đang chèo các bạn, chèo tranh hạng 3-4 nha các bạn. Cuối cùng này, giải ba.
200m nữa thôi. Bạn Thạch và Ngọc Thành. À, bạn Thạch thì bơi bên bờ trái. Bạn Thạch, Ngọc Thành cố lên. À, đề nghị khán giả hai bên bờ chúng ta cổ vũ. Một tràng pháo tay để khích lệ hai đội. Cố lên, bạn Thạch, Ngọc Thành cố lên. Bạn Thạch này các bạn. Ơi vượt chèo trời. Bơi luôn rồi. Vượt chèo ơi. Vượt chèo. Sức qua chèo kìa. Sức khỏe chèo mà thắng rồi. Rồi hai xuồng chèo đang chuẩn bị tranh nhất nhì nha các bạn. Thạnh Hòa và bạn Tân Định. Chúng ta hãy chờ xem và cổ vũ cho hai đội ơi. Ôi hai ghe cũng xê chịch nhau một tí. Đang vượt lên kìa, bạn Tân Định đang vượt lên. Vượt lên đây. Quá rồi, quá rồi. Rồi áo xanh tụt nề rồi. Rồi áo đỏ thì chắc thắng rồi. Thank you.
đại diện đội bạn tên định ạ. Xin mời đại diện đội xã Thạnh Hòa. Xin mời đại diện đội xã. Và xin mời đại diện đội xã Ba Khai ạ. Xin mời các vị xin đẹp của chúng ta sẽ đại diện cho đơn vị đơn vị giải ạ. 3 4 4 rồi.